Mến chào tất cả anh chị. Hôm nay em Loan xin gửi đến anh chị yêu cờ bài trận đấu mang tựa đề Âm mưu phế song pháo ớn lạnh cả sống lưng. Trong ván cờ, Hoàng Khởi Mi cầm quân đỏ đi trước, Vương Thiên Nhất cầm quân đen đi sau. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em Loan một like, một đăng ký kênh để em kiếm chút rau và sợi bún nha. Nào, mời anh chị cùng xem.
chơi đến đây, Vương Thiên Nhất không thể đỡ nổi, vì vậy Vương Thiên Nhất đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Thank you.
Chơi đến đây, Triệu Hầm Hầm không thể đỡ nổi, vì vậy Triệu Hầm Hầm đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Thank you.
Chơi đến đây, Hồng Chí không thể đỡ nổi, vì vậy Hồng Chí đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Thank you.
chơi đến đây, Tưởng Xuyên không thể đỡ nổi, vì vậy Tưởng Xuyên đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.